Mình là Loan, sinh năm 1992, vừa tốt nghiệp đại học sư phạm. Còn người yêu mình là Long, sinh năm 1990 và anh ấy là chiến sĩ công an nhân dân. Chúng mình đã trải qua 6 năm yêu nhau, thế nhưng tổng thời gian ở bên nhau thì chưa được đến một năm tròn. Người ta nói, những người yêu xa luôn có lý lẽ của riêng họ và niềm tin chính là thước đo của lòng chung thủy. Đối với bất kỳ ai đang yêu xa, nếu không đặt trọn chữ tin tuyệt đối vào tim nhau thì rất khó để bước tiếp. Đúng vậy đấy, sự kiên trì, bền bỉ và lòng tin đã chắp cánh cho tình yêu của chúng mình và chỉ ngày mai thôi, chúng mình sẽ làm đám cưới. Chào các khán giả của Mai Mình Cưới, mình là Kiều Trang và mình sẽ đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hiện nay thì mình đang có mặt tại khu vực suối 2, Ba Vì và giữa một khung cảnh rất là bình yên của làng quê như thế này thì không biết là cặp đôi của chúng ta sẽ có những trải nghiệm nào ngày hôm nay. Và trước tiên hãy cùng Kiều Trang đi đón họ đã nhé. Chào Long, chào Loan. Các bạn đi đường xa có mệt không? Mời các bạn vào đây. Hôm nay thời tiết hơi nóng. Trước tiên thì các bạn hãy cùng chào khán giả Mai Mình Cưới nào. Xin chào. Xin chào với cả bạn. Xin giới thiệu với tất cả các khán giả của Mai Mình Cưới, đây chính là cặp đôi tham gia chương trình số này của chúng ta. Bình thường trong các số khác thì MC thường hay giới thiệu nhân vật, nhưng mà riêng số này thì Loan và Long hãy tự giới thiệu mình với khán giả của chương trình đi. Vâng, em là Loan, học đại học sư phạm Thái Nguyên ạ. Em là... sinh năm 92. Còn Long thì sao? Em là Long. Em sinh năm 1990, em đang học tại Học viện Biên phòng. Loan và Long ngày hôm nay khi mà có nhận được cái thông báo của chương trình rằng là trải nghiệm của chúng ta sẽ diễn ra tại khu vực suối 2 Ba Vì thì các bạn có cảm xúc gì không nhỉ? Rất bất ngờ chị ạ. Vì sao bất ngờ hả Loan? Bởi vì cũng có mấy lần em lên đây rồi, cách đây 3 năm ạ. Vâng, lúc đấy anh ấy đang công tác trên đây. Long đang công tác ở trên đây cái thời điểm mà hai bạn đang yêu nhau đúng không? Dạ đúng. Chúng tôi cũng đã có nói chuyện với cả Loan. Loan tâm sự và chia sẻ rằng là rất có thể một vài năm nữa thôi bạn sẽ quay trở lại đây và công tác tại khu vực. Và khi hai bạn đã kết hôn rồi thì Loan có thể sẽ theo bạn về đây sinh sống và làm việc. Dạ. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn cái địa điểm này. Vâng, và có lẽ là bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi vào trong để biết là những cái trải nghiệm ngày hôm nay chúng tôi dành cho các bạn là gì. Mời các bạn vào đây. Đây chính là cái khu vực chúng ta sẽ thực hiện trải nghiệm. Sao? Long với cả Loan nhìn thấy cái khung cảnh này thì các bạn nghĩ rằng là chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm gì? Chắc là vắt sữa bò chẳng hạn. Vắt sữa bò à? Gần chuẩn rồi đấy. Trải nghiệm của chúng ta sẽ có liên quan đến những chú bò và những cây cỏ bò ở phía đằng này. Vâng, và bây giờ thì tôi sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ của các bạn nhé. Các bạn sẽ phải đi cắt những cái chùm cỏ bò như thế này ở phía đằng xa kia. Sau đó mang về đây sử dụng chiếc máy phay này cắt nhỏ cỏ bò và cho bò ăn. Đơn giản đúng không nào? Bạn thấy sao? Em thì chưa cắt cái cỏ cao như thế này bao giờ ạ. Cỏ bò này cũng là đây cũng là lần đầu tiên. Trang nghĩ rằng là đối với Long thì không khó đâu, nhưng đối với Loan thì chắc là cũng sẽ có chút khó khăn đấy. Tại vì Trang trước đây là có thử cắt cái này rồi, và đối với con gái chúng mình mà nói ấy thì những cái cây cỏ bò sắc nhọn như thế này rất dễ đứt tay. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng với trải nghiệm ngày hôm nay chưa nhỉ? Sẵn sàng. Nếu các bạn đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Khán giả của Mai Mình Cưới thân mến, chúng ta hãy cùng xem là cặp đôi ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những bất ngờ gì nhé. Letting myself off the hook for things I've done. I let my past go past, and now I'm having more fun. I'm letting go of the thoughts that do not make me strong. And I believe this is forever. Em đưa phải đưa xuống sát như thế này. Em cầm chắc cái cây này, em kéo này. Em kéo xuống rồi, kéo cái cây xuống này. Đấy. Mình đưa vào nó dễ đứt hơn đấy. Em cứ qua bên này, em bỏ cái lá này thôi. Rồi ví dụ như mấy cái lá này này. Để xoành cắt cho. Vâng.
Để ý nhá, không phải vì cái lá này nó sắc mà cái lá khô mà. Cái lá tươi này sắc lắm. Khéo, khéo này. Nó vào ạ. Living in the moment, living my life, easy and breezy, with peace in my mind, peace in my heart. 1, 2, 3, 4, 5, tiêu đấy. I'm already home, I'm living in the moment. Được chưa? Cẩn thận không ngã đấy. Từ thôi. Thấy đối diện với cả máy quay thì có vẻ Loan sợ hãi đúng không? Máy quá. Mạnh quá. Rút hết cả tay. Thế còn Long thì sao nhỉ? Long thấy cái trải nghiệm vừa rồi như thế nào? Trải nghiệm vừa rồi thì tương đối vất đấy. Đối với công việc của em thì những cái việc như thế này thì là tôi sẽ rất là bình thường thôi, nhưng mà đối với người yêu em ấy. Vừa nãy là về máy xay đấy thì cũng hoảng. Vừa rồi thì các bạn đã có một cái trải nghiệm mà phối hợp khá là lý với nhau. Thế nhưng mà bây giờ thì tôi mang đến cho các bạn một tin mà không biết là vui hay buồn đây. Các bạn sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ riêng lẻ. Loan sẽ ở lại vắt sữa bò, còn Long thì đi thu hoạch ổi cách đây 2 cây số. Em có làm được không? Chắc là làm được. Thật ra thì ban đầu chúng tôi ý định rằng là Loan sẽ thực hiện nhiệm vụ đi hái ổi, còn Long thì thực hiện nhiệm vụ vắt sữa bò. Nhưng mà qua quan sát các bạn trải nghiệm vừa rồi thì tôi thấy rằng là Loan khá nóng ngóng. Nên chúng tôi quyết định đổi ngược lại. Long có thấy lo cho Loan không? Chắc là bạn gái em sẽ làm được. Tin tưởng đúng không? Tin tưởng tuyệt đối. Em chưa vắt sữa bò. À thế à. Thế thì sẽ là một trải nghiệm thú vị đối với bạn đúng không? Long ơi, Long có khi là có một cái hành động gì đấy đi để làm cho bạn gái mình tinh thần có vẻ cố gắng lên em nhé. Tự tin. Vắt sữa bò thì cũng dễ giống chương trình quảng cáo cô gái Hà Lan này. Hành động chắc là hành động cơ. Chắc là được ạ. Cố gắng lên em nhé. Rồi, nụ hôn vừa rồi thì chắc là sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Loan đấy. Và bây giờ thì Loan sẵn sàng nhá. Dạ. Long, bạn ấy đi theo tôi. Em bảo lại làm nhá. Cố gắng nhá. Dạ. Chúc bạn may mắn. Bye bye nhá. Ăn lần. Để đây ạ. À? Tránh nó vạch vào mặt vào đầu. À, buộc vào chân ạ. À? Nó ướt hết cái khăn ạ. Anh ơi, có sợ bị nôn tháo không ạ? À? Anh ơi, lau cái này ạ. Nhiều loại cây ăn trái mà bây giờ đã đến mùa thu hoạch rồi. Có thể thấy là ổi này, từ xa rồi còn có cả bưởi nữa cơ.
Thì bây giờ nhiệm vụ của Long là thu hoạch những quả ổi đã chín nhá. Chín. Ừ, thì đây chương trình đã chuẩn bị sẵn cho Long, đạo cụ đây rồi. Và nhiệm vụ chỉ là thu hoạch mà thôi. Đơn giản đúng không? Chúc may mắn. Nhá. Thì ta chuyển sang vùng khác. Rồi, hết rồi. Em hút xuống, em hai ngón lên. Hai ngón lên. Rồi. Không ra, không ra, vẫn còn. Rồi, đây, em chuyển sang vùng này. Nhìn này, tay anh này. Vậy là trời bây giờ cũng đã sắp tối rồi và không biết là Loan của chúng ta thì đã vắt được bao nhiêu lít sữa rồi nhỉ? Chúng ta cùng đi xem thành quả của các bạn. Chúng Loan trở nên thành thạo chuyên nghiệp hơn rồi đấy nhỉ? Có được nhiều không hả Loan? Dạ cũng được nhiều ghê ạ. Khoảng bao nhiêu lít rồi nhỉ? Tầm độ 20 lít đấy ạ. Vâng. Công việc này nó có khó không Loan? Cũng khó. Khó à? Vâng. Nhưng mà vẫn trong tầm tay đúng không? Vẫn có thể làm được vâng đúng không? Vâng. Vâng. Có sự hướng dẫn của anh. Em đậy nắp lại xong cái sữa này mình sẽ đem đến nhà máy. Để có hai cái quái em bay đến chiều. Vậy là Loan đã kết thúc cái trải nghiệm này. Anh Thắng thấy là Loan thực hành như thế nào? Là lần đầu tiên mà bạn làm như thế là rất là tốt. Đấy là em thấy là có máy móc hỗ trợ nha. Chứ còn nếu mà vắt tay là chưa chắc đâu đấy. Đúng không Loan? Mỏi. Mỏi quá đúng không? Rồi em cảm ơn anh Thắng rất là nhiều đã giúp đỡ Loan trong trải nghiệm này. Vâng vâng. Mời Loan ra đây nào. Đây thành quả của bạn. Bạn ạ. Rồi đứng đây. Vậy là hôm nay tại cái trang trại nhỏ này thì chúng ta đã thực hiện hai trải nghiệm rất thú vị đúng không? Cắt cỏ bò này cho bò ăn này và cùng là bắt sữa bò. Vậy thì Loan đánh giá sao về những cái trải nghiệm mà chúng tôi mang cho bạn trong buổi chiều hôm nay? Rất vui và thích thú ạ. Thích thú ạ. Vâng, lần đầu tiên em được vặt sữa bò, cảm giác cũng thích. Rất thích. Chỉ biết có thể miêu tả một từ thích thôi đúng không? Thích. Có tự tin là sau này nếu như mà chồng mình vắng nhà là mình có thể tự mình làm được hết những công việc như vậy không? Chắc là được ạ. Được đúng không? Rồi Loan, bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái trạng rất đặc biệt của mai mình cưới mà tôi sẽ không thể bật mí ngay bây giờ được. Vì bạn sẽ phải sử dụng một đạo cụ của chương trình đó là chiếc bịt mắt. Đó, bạn sẽ phải bịt mắt và bây giờ công việc của bạn là nghỉ ngơi thôi. Và chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo của mày. Vâng nhá. Sao như thế nào? Rồi bây giờ bạn, tôi sẽ bịt mắt bạn luôn nhá. Nhưng mà trước khi tôi bịt mắt bạn thì thay chiếc áo bảo hộ lao động người ta đã nhở. Nào, cúi đầu xuống nha. Rồi, mình sẽ bước lên xe, bước chân lên xe. Rồi, bước lên. Rồi. Ok, chúc mừng Long đã hoàn thành cái trải nghiệm của chương trình và sẽ có một cái trải nghiệm tiếp theo với bạn. Nhưng mà với đến với trải nghiệm này thì phải có một chút bí mật với bạn và nên chúng tôi sẽ để cho bạn tạo cái bí mật vào trên một chặng đường đi. Bây giờ không biết là chương trình sẽ tiếp tục cho mình được trải nghiệm chuyện gì nữa đây. Lặng yên nghe con tim với yêu thương sai. Đi về nhé, từ từ cẩn thận nhé.
Bây giờ hai người hãy bỏ bịt mắt của mình ra. Cảm ơn chương trình tạo cái cơ hội đặc biệt cho em như thế này. Là từ khi hai chúng em nhận lời yêu nhau đến giờ chưa có một cái ngày nào nó thật sự là đặc biệt như ngày hôm nay. Hôm nay là Loan rất xin là xinh. Loan thấy chú rể của mình như thế nào? Chưa nhìn thấy anh đẹp trai. Thật ra là Long có nói rằng là cảm ơn chương trình, nhưng mà Long và Loan ạ, chính chương trình mới phải cảm ơn các bạn, vì Long đã thay lời chúng tôi muốn nói. Đây cũng chính là cái bữa tiệc mà chúng tôi tổ chức dành riêng cho hai bạn. Qua tâm sự của Loan thì tôi được biết rằng là trong suốt 6 năm yêu nhau thì cái quãng thời gian mà hai bạn được ở bên nhau nó rất là ngắn ngủi thôi. Những cái dịp mà đặc biệt các bạn được ở bên cạnh nhau như thế này là không có, đúng không Loan? Thay vì việc là Trang kể về câu chuyện của Loan và Long với khán giả, Long và Loan có thể tự mình nói về câu chuyện của hai người được không? Đầu tiên là tôi muốn nghe từ Loan trước. Vâng, bọn em thì yêu nhau cũng được hơn 5 năm rồi, gần 6 năm. Và ít khi được gặp nhau lắm, có khi 2-3 tháng mới được gặp ạ. Từ lúc anh ấy đi học thì khoảng 2 năm gần đây thì mới có dịp Tết và dịp hè anh ấy được nghỉ 1 tháng. Thì hôm nay em rất là vui ạ. Loan đang rất là xúc động rồi. Vâng. Thật sự tôi rất là ngưỡng mộ tình yêu của hai bạn. Suốt 6 năm yêu nhau, khoảng thời gian các bạn giao tiếp với nhau ấy, chủ yếu là qua điện thoại. Như vậy thì phải có một cái niềm tin rất là lớn thì dạ, có thể yêu nhau đến ngày hôm nay. Long nghĩ sao về người vợ sắp cưới của mình? Thật ra thì tình yêu của Loan dành cho em bây giờ em khó có thể diễn tả lắm. Có những khoảnh khắc Loan dành tặng cho em thì thật sự là em luôn luôn tin tưởng vào tình yêu nơi Loan dành cho em ạ. Tôi thấy rằng là Loan bạn rất hạnh phúc ấy, khi có một người đàn ông rất hiểu bạn, rất yêu thương bạn. Và đây cũng là một ngoại lệ của chương trình Hoa Nhìn Cưới. Đấy là chúng ta trải qua một ngày trải nghiệm với nhiều tiếng cười và sự thấu hiểu, sự sẻ chia. Thì hôm nay chúng tôi dành tặng bữa tiệc này cho hai bạn. Chúng tôi rất mong rằng là nó có thể bù đắp phần nào cho những cái thiệt thòi trong cái quãng thời gian yêu nhau. Mà tôi nghĩ là không có gì là thiệt thòi đâu, vì sự chờ đợi làm cho chúng ta thêm thấu hiểu và tình yêu của chúng ta thêm bền vững. Các bạn có đồng ý với tôi như thế không ạ? Và thay cho những lời nói, các bạn hãy ghi những cái dòng cảm xúc của mình vào trong cuốn sổ quen thuộc của chương trình Hoa Nhìn Cưới, đồng thời là cùng in dấu vân tay của mình lại. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một kỷ niệm rất khó quên đối với các bạn và với các ekip từ cạnh chương trình nữa. Các bạn có sẵn lòng không? Dạ, em sẵn lòng. Vậy thì tôi mời bạn Loan tiếp trước nhé. Có lẽ là Loan bây giờ nhiều tâm sự hơn đúng không? Dạ. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần là nhau đã biết xong những cái cảm xúc của mình rồi. Và bây giờ đến một phần tiếp theo không thể thiếu được trong mỗi chương trình Hoa Nhìn Cưới, đấy là hai bạn đóng dấu phần trái tim vào trong cuốn sổ của chúng tôi. Nào, đầu tiên thì là
nhau chứ. Lời hát xin cảm ơn tình yêu cho chúng ta gần nhau, phút giây còn mơ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Vậy là mai mình cưới lại có thêm dấu vân tay của một cặp đôi rất là đáng yêu nữa rồi. Có lẽ bây giờ là thừa nếu như mà Trang tiếp tục đứng ở đây. Bây giờ thì tôi xin mời hai bạn dùng bữa tối đặc biệt mà mai mình cưới dành tặng các bạn. Xin mời. All in a single glance so revealing. You smile and I feel as though I've known you for years. How do I know to trust what I'm feeling? Em yêu, hôm nay anh rất vui khi được ở bên em như thế này, trong một cái không gian như thế này. Hãy luôn tin tưởng vào tình yêu nơi anh dành cho em. Em yêu anh. Cảm ơn em. Em xin chào hai bạn. Vâng, chúc một buổi sáng tốt lành. Hôm qua thì hai bạn cũng đã được trải nghiệm với rất nhiều công việc thú vị mà chương trình đưa ra. Nhưng hôm nay mới là thử thách thực sự mà chương trình muốn hai bạn vượt qua. Và đây chính là thử thách của các bạn. Nói kiểu là không biết là cái thử thách. Không biết thử thách là gì nữa này. Em đọc to lên nhé. Sáng nay mới thực sự là những thử thách của mai mình cưới dành cho các bạn. Các bạn có 15 phút để thay đồ và di chuyển theo hướng dẫn. Ok. Long và Loan nghĩ rằng chương trình đã kết thúc. Vậy nên họ rất bất ngờ trước thông báo của ekip trong buổi sáng ngày hôm sau. Điều gì bất ngờ đang chờ đợi họ ở chặng cuối của chương trình? Mời các bạn đón xem phần 2 của Mai Mình Cưới, Yêu Xa trên kênh TV.